Xin kính chào quý vị và các bạn. Chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu vì thế cho đêm nay và sáng ngày mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết là nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tầm nhìn xa vì thế sẽ giảm thấp. Cùng với đó là tình trạng đường xá trơn trượt nên người dân cần hết sức lưu ý khi lưu thông ngoài đường. Còn trưa và chiều mai thì khu vực này sẽ tạnh giáo, một số nơi sẽ có nắng, nhiệt độ vì thế tăng lên và đạt được ngưỡng là 25 đến 28 độ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên nhiệt độ cao hơn, đạt ở mức là 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Ở miền Trung, đêm nay và sáng mai chỉ có mưa ở một vài nơi, tập trung tại khu vực Bắc của Trung Bộ, nhưng đến chiều mai khu vực này sẽ tạnh giáo, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng là 25 đến 28 độ. Trong khi đó các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống cho Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời nắng, nhiệt độ dao động ở mức là 30 đến 33 độ. Riêng các huyện phía Tây có nơi cao hơn. Ở phía Nam dự báo từ nay cho đến ngày 14, Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo là sẽ chỉ có mưa rông ở một vài nơi vào đêm và chiều tối. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, Nam Bộ, nhiệt độ là từ 33 đến 36 độ, cục bộ có nơi là trên 36 độ, tập trung tại khu vực miền đông của Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Riêng khu vực phía đông do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines nên sẽ có gió đông bắc cường độ ở mức là cấp 4 cấp 5. Khu vực này cũng sẽ có mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Trong khi đó ở khu vực Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa vẫn có gió đông bắc nhưng cường độ trên các vùng biển đều giảm xuống chủ yếu ở mức là cấp 3 cấp 4. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Bình